Đối với cả laptop thì mình rất là thích định hướng phát triển sản phẩm của Lenovo. Đó là hãng sẽ tạo ra một bộ khung sản phẩm có chất lượng cao ngay từ đầu và áp dụng nó qua rất là nhiều năm, thay vì mỗi năm lại đổi một kiểu giá khác nhau. Nên là bạn sẽ thấy rằng là ThinkBook từ những phiên bản đầu tiên và đến bây giờ đã là thế hệ thứ 5 rồi thì thiết kế của nó là giống hệt nhau. Và mỗi năm thì hãng sẽ chỉ nâng cấp một chút được cấu hình và tối ưu một vài các chi tiết nhỏ mà thôi. Cái được ở đây là những sản phẩm có chất lượng được làm ở mức rất là cao nhưng mà chi phí lại không quá đắt, bởi vì hãng đã tối ưu được dây chuyền sản xuất qua rất là nhiều năm rồi. Và hôm nay thì mình đang có ở đây chiếc ThinkBook 15 Gen 5 mới nhất được ra mắt trong năm 2023 này. Đây là dòng máy dành cho các bạn học sinh, sinh viên, dân văn phòng trong tầm giá vào khoảng là 15 cho đến 25 triệu. Mức giá dao động rất là nhiều này là bởi nó có rất là nhiều tùy chọn cấu hình khác nhau. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các anh em xem rằng là nó có gì hay nhá. Nhờ tư duy phát triển sản phẩm dài hạn mà mình đã chia sẻ ở trên thì thiết kế và chất lượng hoàn thiện là điểm ăn tiền đầu tiên của dòng máy ThinkBook này. Các chi tiết của nó được làm rất là gọn gàng, ví dụ như là logo Lenovo dập nổi ở các góc máy, hay là đèn LED bao quanh nút nguồn được làm rất là tinh tế, hay các chi tiết như là cạnh máy, rồi viền các cổng kết nối, mọi thứ đều được gia công rất là cẩn thận. Toàn bộ máy được sơn phủ anodized hơi sần, nhìn cao cấp và sờ chạm vào nó cũng sẽ thích tay hơn. Nó có mức độ ma sát thay vì dạng nhựa nhẵn bóng như là một số những sản phẩm trong tầm giá này. Về mặt chất liệu thì mặt A của máy được làm bằng kim loại nhôm, sờ vào mắt lạnh. Còn khung bàn phím được làm bằng hỗn hợp nhựa PC-APS. Mình có check ở trên trang Aeroplus thì chất liệu này nó sẽ giúp cân bằng được độ cứng cáp, độ bền và chịu nhiệt nó tốt hơn. Hơn nữa thì chiếc máy này nó cũng đạt tiêu chuẩn về độ bền quân đội Military Standard 810H. Đây là tiêu chuẩn về độ bền quân đội cao nhất hiện nay dành cho những thiết bị công nghệ rồi. Nên là các bạn cũng sẽ đỡ lo hơn những vấn đề hỏng hóc nếu như mà chẳng may có va đập xảy ra. Trải nghiệm thực tế thì khi mà cầm máy trên tay thì mình thấy rằng là nó sẽ không bị lỏng lẻo hoặc là có những cái tiếng kẽo kẹt kỳ quặc phát ra. Nhưng mà bản chất thì bộ khung này nó vẫn được làm bằng vật liệu nhựa mà thôi. Nó sẽ không thể nào mà chắc chắn được so với cả nhôm nguyên khối. Ấn tay vào thì nó vẫn sẽ có hiện tượng flex như là bình thường. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, flex này là do độ dẻo của vật liệu chứ không phải là do máy không cứng cáp. Nói chung thì mình nghĩ rằng chiếc máy này sẽ hoàn toàn có thể theo các bạn học tập hay là làm việc trong 4-5 năm là một chuyện rất là bình thường. Và ngoài ra thì Lenovo cũng có thêm chế độ bảo hành và sửa chữa tận nơi, hoặc là anh em cũng có thể là mang đến trung tâm bảo hành của Lenovo. Còn nếu như mà các bạn nào có nhu cầu cao hơn nữa thì có thể đăng ký gói Premium Support thì Lenovo sẽ bảo hành 24/7, sửa chữa cho mọi vấn đề mà anh em gặp phải trong đêm luôn nha. Rồi, về màn hình thì phiên bản mình đang có đây có kích thước là 15 inch. Nó mang lại nhiều không gian hơn để mà tương tác. Nhưng mà các bạn lưu ý rằng là màn hình lớn nó cũng sẽ kéo theo là kích thước lớn. Các bạn cũng sẽ cần ba lô to hơn một chút này, và cân nặng của máy thì cũng sẽ nhiều hơn một chút đấy nhá. Ngoài ra thì dòng máy ThinkBook này cũng sẽ có thêm phiên bản 14 inch thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm. Còn tấm nền được trang bị ở đây có độ phân giải là Full HD IPS, chất lượng màu sắc thì ở mức cơ bản. Nó đúng nghĩa là một chiếc máy tiêu chuẩn để mà phục vụ cho việc học và làm việc văn phòng. Nên là mức độ bao phủ màu sắc nó cũng sẽ không quá cao. Được cái là độ sáng màn hình nó lên đến gần 300 nits, thoải mái để mà sử dụng trong nhà, cũng như là mang ra cà phê hay là những nơi có môi trường ánh sáng xung quanh cao hơn một chút thì vẫn có thể quan sát các chi tiết một cách rõ ràng. Bàn phím của máy có layout phím số cho các bạn có nhu cầu nhập liệu. Nhưng mà hành trình phím thì lại hơi nông nhỉ. Chiếc máy này cũng không phải thuộc dạng mỏng đâu. Và mình nghĩ rằng Lenovo hoàn toàn có thể làm hành trình phím dày thêm một chút nữa. Lúc đầu gõ thì mình cảm thấy rằng là hơi hụt hẫng một chút và sẽ phải mất 2 cho đến 3 ngày thì mới có thể làm quen. Touchpad đặt lệch, bề mặt cũng được hoàn thiện dạng nhựa sần thay vì phủ gương. Nhìn thì đẹp và rất là hài hòa với cả màu sắc tổng thể, nhưng mà nó lại hơi rít. Nên là lý tưởng nhất thì mình nghĩ rằng là các bạn cứ nên sắm một chiếc chuột ở bên ngoài nhá. Về hiệu năng thì đối với cả những dòng laptop dành cho các bạn học sinh, sinh viên hay là dân văn phòng thì chọn cấu hình lại rất là dễ. Bởi vì cấu hình hiện nay nó đang rất là thoải mái để mà xử lý những tác vụ cơ bản rồi. Miễn sao các bạn chọn những dòng CPU không quá cũ là được. Còn đối với cả chiếc ThinkBook 15 này thì nó có rất nhiều option khác nhau. Nhưng mình nghĩ rằng là anh em nên chọn những dòng CPU của AMD vì mức giá sẽ thường rẻ hơn vài trăm, và hiệu năng để mà xử lý những tác vụ văn phòng hay là học tập thì rất là thoải mái. Vấn đề của AMD chỉ là có hàng mà mua hay là không thôi, chứ hiệu năng trên giá thành thì mình nghĩ rất là hợp lý rồi. Ví dụ như là em Ryzen 5 7530U có 6 nhân và 12 luồng ở đây thì mình nghĩ rằng nó cân bằng rất là tốt mọi trải nghiệm và giá cũng rất là tốt nữa. Ngoài ra là những dòng chip của AMD thì nó cũng sẽ có thời lượng pin là trâu hơn. Quan trọng là RAM ấy, thì chiếc máy này sẽ có 8GB RAM được hoàn chết, và ngoài ra nó sẽ có một khe nữa để mà cho các bạn có thể nâng cấp về sau. Nếu như mà các bạn có nhu cầu đa nhiệm cao hơn thì mình nghĩ rằng nên lắp 16GB RAM Dual Channel thay vì chọn những option CPU cao hơn. Viên pin có dung lượng là 45Wh cho thời gian sử dụng được vào khoảng là hơn nửa ngày làm việc liên tục. Đây là một thời gian sử dụng khá là tốt xét trên dung lượng pin hiện có, bởi vì chiếc máy này cũng đang sử dụng CPU của AMD, sử dụng kiến trúc Zen 3 nên là nó rất là tiết kiệm điện. Còn khi sạc thì máy nó cũng sẽ có cổng C hỗ trợ sạc và truyền hình ảnh được luôn. Đây là một điểm mà mình thấy cũng rất là ăn tiền nhá, vì rất là nhiều những sản phẩm trong phân khúc này vẫn được làm cái dạng sạc tròn ấy để mà tiết kiệm chi phí cái củ sạc ấy. Còn làm dạng USB-C thì anh em có thể sử dụng sạc của Lenovo hay là bất kỳ củ sạc nào thì cũng sẽ đều được hết. Ví dụ như củ sạc GaN này này, siêu nhỏ gọn luôn. Tóm lại thì ThinkBook 15, đây là một chiếc máy hài hòa được tất cả yếu tố.
Ở trong tầm giá này thì các bạn hoàn toàn có thể chọn được những chiếc máy có màn hình đẹp hơn, có hiệu năng cao hơn. Nhưng bù lại, ThinkBook 15 Gen 5 nó lại có sự cân bằng ở cả thiết kế, chất liệu hoàn thiện và mọi yếu tố khác thì cũng đều mang lại những trải nghiệm rất là đầy đủ. Nó phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên hay là những người có nhu cầu cơ bản. Đơn giản là cần một chiếc máy bền, đẹp, trải nghiệm ổn và phục vụ cho mục đích chính là học tập, công việc là ok. Rồi, và đó là một vài những quan điểm của mình về chiếc ThinkBook 15 Gen 5 này. Anh em nghĩ sao về chiếc máy này thì hãy cùng comment ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến giờ phút này của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.